Ngồi đi em. Mời bạn Nam. Rồi. Chào đồng chí Trung Quý. Dạ vâng. Mời đồng chí giới thiệu về mình. Thưa toàn thể khán giả, thưa MC Quyền Ninh và MC Nam Thư, tôi tên là Nguyễn Trần Quý Nam, hiện nay đang công tác tại đại đội 2, tiểu đoàn 7, trung đoàn 31, sư 309 của quân đoàn 4 và đóng quân trên địa bàn là Biên Hòa, Đồng Nai. Quê gốc của tôi là ở Nam Định ạ. Mời đàn gái. Dạ, xin chào chú Quyền Linh, xin chào chị Nam Thư, xin chào chàng trai phía bên kia và xin chào toàn thể quý vị đang đón xem chương trình ạ. Em tên là Vũ Thị Hồng, năm nay em 24 tuổi. Quê quán em ở Hà Nam. Hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. Nghề nghiệp của em là giáo viên ạ. Em dạy cấp mấy? Dạ em dạy cấp 2 ạ. À, em dạy môn gì? Dạ em dạy môn ngữ văn ạ. À, môn ngữ văn. Dạ, dạ cô giáo dạy văn. Cụ thể cái công việc của Nam là gì? Cụ thể công việc của tôi là chuyên ngành về công tác đảng và công tác chính trị. Và nhiệm vụ chính trong đơn vị tôi đó là huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc. Rồi. Ưu điểm khuyết điểm với đàn gái đi. Em là một người sống rất là tình cảm, hòa đồng, vui vẻ, sống có tinh thần trách nhiệm, biết nấu ăn và rất thích chơi thể thao ạ. Vậy em có thể chơi được các môn thể thao nào? Dạ thưa chị là hầu như tất cả các môn thể thao em đều biết chơi ạ. Mặc dù là không phải là giỏi, trong đấy có một môn mà em thích nhất đó là môn bóng đá. Là em đá bóng được? Dạ. Ở vị trí thích nào? Bóng đá. Ờ thì em đá ở vị trí nào? Bất kể vị trí nào em cũng có thể chơi được, nhưng mà vị trí mà em thích chơi nhất đó là vị trí tiền đạo. Đàn trai ơi, à, có biết đá banh không? Đá banh thì em biết chụp gôn ạ. À bên, biết chụp gôn. Bên kia tiền đạo. Rồi tiền đạo mà nó biết chụp gôn là đúng rồi. Đó là điểm mạnh. Còn điểm yếu của em là gì? Dạ em là một người sống tình cảm quá, là em rất là mau nước mắt, dễ tin người. Thế nên là đâm ra có khi có những trường hợp mà mình biết là người ta không có ý tốt với mình, nhưng mà tại vì mình sống theo cái kiểu tình cảm, mình nghĩ là người ta vẫn tốt. Nên đâm ra là mình trở thành người dễ tin người quá. Rồi còn bên đàn trai, khuyết điểm, ưu điểm của mình là sao nè? Dạ, thưa chị, em thì cũng hòa đồng, vui tươi, nhát gái nhưng mà ga lăng với con gái. Ví dụ như là chăm sóc bạn gái, ví dụ như là ăn là gắp cho bạn gái miếng thức ăn này ngon, hoặc là ưu tiên bạn gái ăn miếng này. Còn về khuyết điểm của em thì cũng tương đối nhiều. Mặc dù em có ga lăng, nhưng mà đặc biệt là trong vấn đề tình cảm, là ví dụ như khi con gái khóc là em nắm bắt rất là chậm, không biết là vì sao khóc, không biết là nên làm gì, dỗ dành hay là sao. Có thủ trưởng ở đây nhưng mà em cũng xin phép nói thật là em còn rất thật là hay ngủ nướng. Nói chung là cũng ga lăng với phụ nữ, nhưng mà cũng không hiểu phụ nữ nhiều đúng không? Vâng. Có mấy mối tình rồi? Dạ, em trải qua được 2 mối tình. Mối tình đầu tiên của em là từ thời học viên, là khi đó là em được đi dân vận. Và mối tình thứ hai của em là lúc mà em mới ra trường thì em có tìm hiểu. Sau là do đặc thù công việc dần dần là không thể tìm hiểu được nữa. Mối tình nó mấy năm? Một mối tình là được 2 năm, một mối tình là được mấy tháng ạ. Quên hết rồi đúng không? Cũng chưa hẳn là quên hết nhưng mà cũng không còn ấn tượng gì nhiều. Còn nhớ gì? Liên quan đến là tình quân dân. Có nhớ Nhung một chút xíu nào của ấy không? Nhớ thì chắc em không nhớ nữa. À, vậy thì được nha. Vâng. Mời bạn nữ. Dạ em thì đã trải qua 3 mối tình rồi ạ. Một mối tình thời học sinh thì vẫn còn trẻ, người ta gọi là cái tình yêu bọ xít ạ. Mối tình thứ hai đó là mối tình của em bắt đầu từ cuối năm thứ nhất đại học ạ. Và mối tình thứ ba đấy là sau đại học được 1 năm ạ. Thì cả 3 mối tình này nói chung là cũng do một vài cái hoàn cảnh nhất định và do tính cách của hai người nó chưa thật sự hòa hợp, thế nên là bọn em đã quyết định dừng lại. À, bên đàn trai, mẫu hình người yêu lý tưởng của mình là như thế nào? Mô hình người yêu lý tưởng của em là lúc nào em cũng lấy tiêu chí người mẹ của em ra để em chọn người yêu và chọn vợ. Thì nếu như một mẹ 10 đi, cô gái đó khoảng 5 thôi thì sao? Chỉ cần là mỗi thứ mà giống mẹ em một ít thôi cũng là được. Khi mà thành vợ dần dần mình sẽ để giữa con dâu với mẹ chồng tiếp xúc nhiều hơn, là từ từ cũng hòa hợp với nhau được. À, những gì mà em không thích ở phụ nữ? Ít nói và trầm tính. Em thích một mẫu người con gái sôi nổi. Vâng. Rồi em lạ lắm luôn á, trước giờ ai cũng thích con gái là trầm tính, nhẹ nhàng, dịu dàng. Em thấy một số cô gái là thường hay bảo con trai mà bộ đội là hay ra trưởng với lại khó tính. Thì em muốn là bạn gái sôi nổi để lấn áp đi cái phần nào khi mà bọn em có công việc mà áp lực. Mà khi mà gặp một người bạn gái hoặc là người vợ mà sôi nổi vậy ấy, khi mọi cái công việc mà nó áp lực nó cũng xua tan hết được. Lúc áp lực về sôi nổi chắc lên huyết áp luôn á. Đúng rồi. Rồi em mong muốn một mẫu người đàn ông lý tưởng là như thế nào? Đàn trai em thích trai đàn ông cao 1m bao nhiêu trở lên? Dạ ông khoảng 1m68, 1m7 ạ. Dư đúng không?
Tính cách của em là em hoạt bát, em năng động. Thế nên là em mong muốn có một chàng trai là sẽ trầm tính hơn một chút để có thể bù đắp lại cho những cái tính cách của em. Điều gì em ghét nhất ở đàn ông? Em rất ghét đàn ông hút thuốc. Em không thích đàn ông có râu quai nón. Từ bé đến giờ mà em cứ nhìn thấy đàn ông có râu quai nón là em thấy sợ. Để tôi qua coi râu quai nón là sợ không? Nè, anh Linh có râu quai nón nè, thấy không? Chào chú Quyền Linh. Chào con. Con không có nhìn thấy chú Quyền Linh có râu quai nón mà. À, tại vì anh Linh là ảnh sợ già thôi. Đó em, ảnh phải cạo râu đi chứ để ba ngày là quai nón mà tới râu quai gì luôn á. Về làm dâu của các chú bộ đội thì nghĩ sao? Với con thì ở đâu cũng thế, con cũng có thể dung hòa và con có thể sống được. Người ta nói làm vợ bộ đội là phải chịu thiệt thòi. Điều đấy thì mình phải đánh đổi thôi ạ. Khi mình bỏ ra cái gì đấy thì mình sẽ được nhận lại những cái điều xứng đáng. Ví dụ như là ở bộ đội thì tính chất kỷ luật nó cao, rồi thời gian nó cũng khá là nghiêm và chặt chẽ. Thế nhưng bù lại thì có thể ở những chú bộ đội mình sẽ cảm nhận được cái sự chân thành của người ta. Bên đây đồng chí Trung Quý nói là đặc thù công việc á thì nó hơi khô khan, nó không được lãng mạn như nhiều người khác, thì con nghĩ sao? Con sống những cái gì mà giản dị và chân thật nhất. Có thể không lãng mạn, khi mình đã sống với nhau, mình nuôi sửa nhau thì mình sẽ phải tùy theo cái hoàn cảnh để mình ứng biến nữa. Hay quá. Con đúng là mẫu người mà có thể hợp với bên đây. Dạ, chúc mừng con. Dạ, và chúc mừng chú bộ đội. Dạ vâng. Hôm nay em đi với ai? Dạ thưa chị, là hôm nay em đi đến đây với đồng nghiệp của em và bạn của em ạ. À, đồng nghiệp và bạn. Dạ em xin kính chào chương trình, chào anh Quyền Linh, chào chị Nam Thư, chào bạn Nam và chào các đồng chí nhà trai bên kia ạ. Chào quý vị khán giả. Em là giáo viên dạy cùng trường với bé Hồng và cùng tổ ngữ văn luôn. Bé Hồng là một cô bé nhìn vẻ bề ngoài nhỏ nhắn vậy thôi chứ rất là năng động, tự tin và đặc biệt được rất nhiều em học trò quý mến. Bạn Nam bên này cũng khá là dễ thương, có vẻ là chân thành, hai gương mặt cũng có vẻ là hơi giống nhau. Vậy thì nếu như cảm thấy được thì nên bấm nút cho nhau cơ hội. Cảm ơn nàng gái. Nàng trai em đi với ai Nam? Dạ hôm nay em đến đây với cùng với mẹ và thủ trưởng của đơn vị. À có mẹ hả? Rồi chào đàn trai. Xin chào hai MC. Xin chào quý vị khán giả trong trường quay. Quý Nam thì là bộ đội thì là không có thời gian, ít được về nhà lắm. Bố của quý Nam cũng là bộ đội, thế nên là mẹ của quý Nam cũng hiểu rất là cái hoàn cảnh đó. Cái hoàn cảnh mà người phụ nữ mà chịu thiệt thòi để hy sinh để cho chồng phục vụ đất nước là mẹ cũng đã từng trải qua. Nếu mà ai mà làm dâu của mẹ đấy thì mẹ cũng hiểu hết được. Thì là mẹ cũng thông cảm. Các con mà đến với nhau nó là cái duyên cái số. Nếu mà nó hợp thì ở Đồng Nai với thành phố Hồ Chí Minh nó không xa. Các con cứ tự tìm hiểu đi. Mẹ thấy lúc nào cũng luôn luôn ủng hộ con. Cảm ơn con. Xin mời thủ trưởng. Mời thủ trưởng. Xin chào anh Quyền Linh và chị Nam Thư. Xin chào quý vị khán giả trong khán phòng. Hôm nay đến với chương trình thì đối với đồng chí Nam và em Hồng thì bộ đội và giáo viên thì rất là phù hợp. Và cũng hy vọng rằng là hai em hôm nay tham gia chương trình thì sẽ có một cái thời gian tìm hiểu về phía gia đình của đồng chí Nam cũng hết sức ủng hộ và đơn vị cũng ủng hộ và tạo điều kiện mọi mặt để cho hai em có thời gian gặp gỡ, tìm hiểu nhau. Rồi, cảm ơn chị thủ trưởng. Kéo rào. Bắt đầu đi Nam. Xin chào. Em có món quà nhỏ tặng anh ạ. Anh cũng có một món quà. Dạ em cảm ơn ạ. Nữ tặng hoa cho Nam, Nam tặng bút cho nữ. Đây cũng thú vị chứ. Tặng lần đầu thôi nha em, mấy lần sau để Nam tặng hoa cho em nha. Dạ. Chứ suốt mà cứ Nam tặng bút rồi em tặng hoa hoài. Cô giáo dạy văn ơi, bây giờ mình có thể làm một bài thơ tặng nhà trai và tặng quý vị khán giả ở đây không? Em xin phép được gửi tới chương trình toàn thể quý vị khán giả cũng như là chú Quyền Linh, chị Nam Thư và anh ở đây với cùng với tất cả các đồng chí chiến sĩ ở đây một bài thơ em tự viết. Này anh hỡi chàng trai người lính trẻ, xin gửi tặng anh đôi ba dòng thơ. Thơ em viết không dài như đường lính, không mang tình thi sĩ đâu anh. Thơ em viết mang tình cô gái nhỏ, muốn một đời theo dấu bước chân anh. Anh mang trong mình bộ quân phục màu xanh và mãi mãi suốt đời là người lính. Tay anh ôm súng, miệng hát khúc quân hành. Em cũng chỉ làm cô giáo thôi anh. Em mang trong mình một trái tim màu đỏ, một nửa cho học trò, một nửa cho anh. Anh có yêu không một vùng trời tổ quốc, có rừng xanh, có nắng gió và em.
đường còn dài, tương lai còn phía trước. Anh đừng lo, em mãi là hậu phương. Là em xin hết ạ. Hay quá. Rất là hay. Trái tim em màu đỏ, một nửa dành cho học trò, một nửa dành cho anh. Tuyệt vời. Cảm xúc Nam thế nào ấy trong lúc này? Lúc này em cũng không biết nói gì. Em hát cũng không được hay, nhưng mà em cũng muốn gửi tới quý khán giả và cũng muốn là cảm ơn cô giáo đây một bài hát. Anh đồng mùa hành quân pháo lần dài chiến dịch, bồi hồi đêm sung sướng chờ nghe tiếng pháo vang. Ngồi sau như mắt em trong những đêm không ngủ, giáo anh vẫn mở cho ánh sao bay vào. Ngày và đêm xa nhau đâu chỉ dài và nhớ, thời gian trong cách chờ đốt cháy lửa tình yêu. Pháo anh lên đôi cao nở vào đầu giặc Mỹ, một đằng dưới hầm sâu em cũng là chiến sĩ. Cái trên cuối gục đầu hồi hồi đêm xung kích, ngày đến ta bên nhau những đêm dài chiến đấu. Ngày đến ta bên nhau những đêm dài chiến đấu. Đêm dài anh chiến đấu, anh em sống rất gần nhau. Hay quá. Cảm ơn em. Rồi, đây là khoảng thời gian dành cho hai bạn. Hai bạn hãy nói chuyện với nhau. Mình nói chuyện về tương lai, nói chuyện về con cái, nói chuyện về quan điểm tình yêu của nhau như thế nào. Lần đầu tiên thì anh gặp em, anh có ấn tượng gì ạ? Anh ấn tượng nhất là về cách giao tiếp của em, rất là ngọt ngào. Vậy thì anh thích một mẫu người là một người cô gái như thế nào ạ? Anh là thích một cô gái sôi nổi. Thế anh thấy em là người có sôi nổi không ạ? Anh thấy em cũng sôi nổi và vui tính. Dạ. Với cái lịch làm việc của anh hiện tại thì anh một tháng anh có thể dành bao nhiêu thời gian để đến thăm em ạ? Một tháng là bọn anh chỉ được khoảng tầm 5 đến 6 buổi. 5 đến 6 ạ? Dạ. Chỉ yếu là vào ban đêm, ban ngày không có thời gian. À dạ. Ồ. Nếu như mà để hẹn hò chắc, nếu như mà khoảng cách như vậy thì có thể là một tháng hoặc hai tháng thì em mới gặp cô giáo được một lần rồi. Dạ. Ít quá. Một tháng em có 5-6 buổi thì có thể một tháng gặp 2-3 lần, chứ sau 2-3 tháng gặp 1-2 lần. Dạ, tại vì đặc thù đơn vị em chiến đấu là trường hợp của em là chưa có gia đình thì phạm vi không đi quá xa được. Khi mà đơn vị có trường hợp nào cần gọi về là trong vòng chậm nhất là 1 tiếng em phải có mặt. Mà khi mà yêu nhau đơn vị có tạo điều kiện mà. Đúng không đồng chí chỉ huy? Khi mà chỉ huy nhất trí thì em cũng có thể đi được. À, chỉ huy chắc chắn nhất trí rồi. Vâng. Yên tâm, có chỉ huy ngồi dưới rồi. Anh hỏi là em có sở thích như thế nào? Mặc dù là con gái nhưng mà em không theo cái tuýp người là kiểu như là mềm dẻo, mà em theo cái xu hướng đó là em thích thể thao. Cuối tuần rảnh em có thể đi xem phim hoặc là đi chơi với bạn bè. Nếu bây giờ hai đứa đến với nhau thì thí dụ như đàn trai có thể xin cho em dạy ở đâu đó ở Đồng Nai, em có được không? Thuyền theo lái, gái theo chồng. Thật sự hai người mà có tiến tới hôn nhân ấy thì chắc chắn một điều là em sẽ đi theo chồng thôi ạ. Đó. Tới với nhau thì bao lâu chúng ta sẽ bắt đầu có kế hoạch kết hôn? Đến đầu hay đến tối cũng không xác định được rõ thời gian của em. Còn em thì sao bé? Công việc của em bây giờ mới đang bắt đầu bước vào giai đoạn phát triển, thế nên là em muốn có thêm một chút thời gian nữa để cho công việc của mình nó thật sự ổn định hơn thì lúc đó em sẽ tiến tới hôn nhân. Và khoảng thời gian đó là trong khoảng 1.5 đến 2 năm. Nếu mà lấy vợ về có phải làm dâu không Nam? Dạ đương nhiên là có đấy ạ. Đương nhiên là làm dâu. Vâng. Chúng ta có 30 giây để suy nghĩ lại tất cả những cuộc nói chuyện nãy giờ, xem mình đang suy nghĩ điều gì trong lòng của mình. Cứ nói thẳng cho đối phương biết rồi chúng ta tiến hành làm thủ tục, bấm nút hay là không bấm. Thế như sau này mà anh với em lấy nhau ấy, công việc của anh vẫn là một tháng về được 1-2 lần, và thậm chí 2-3 tháng, và thậm chí là kể cả lúc mà em đang mang bầu, em sinh con. Đó là cái đặc thù tính chất công việc thì một điều chắc chắn là mình phải chấp nhận và hy sinh. Còn với em thì em không quan trọng cái chuyện là một tháng bao nhiêu lần, mà em quan trọng đó là cái tình cảm và cái sự quan tâm của anh dành cho em thôi ạ. Rồi, hết thời gian. Tay vào nút bấm đi các bạn. Kiểm tra xem đây có phải là một nửa yêu thương của mình hay không. Nếu rung động thật sự, ta hãy dành cơ hội đó cho nhau. Còn nếu như các bạn cảm giác rằng trái tim mình chưa rung động với đối phương thì hãy dành cái nút bấm đó cho nhiều người đang xem chương trình. Bấm bằng cả trái tim của mình. 3, 2, 1. Hết thời gian. Hết thời gian. Không ai bấm cả.
có bấm không? Em có. Em có bấm không? Em xin lỗi là xin lỗi cô giáo đây là nếu mà về khoảng cách và đặc thù công việc thì nếu như mà em bấm em sẽ làm mất đi cơ hội của cô giáo. Chính xác là như vậy. Em gái có bấm hả? Dạ. Khi mà em bấm thì em suy nghĩ điều gì hả? Em nghĩ đơn giản là không ai có thể hợp ai và mỗi người sẽ có một hoàn cảnh khác nhau. Và quan trọng là mình có cho nhau cơ hội để tìm hiểu nhau hay không. Chúng tôi không ép các bạn phải bấm bằng mọi giá. Ôi dù sao thì chúng tôi trân trọng những cái tình cảm của các bạn dành cho bạn mối hẹn hò. Chúc các bạn sớm tìm được một nửa yêu thương cho cuộc đời của mình. Các bạn nhận được một món quà kỷ niệm từ ứng dụng Mocha. Chúng ta vừa có thể nghe nhạc, xem phim và trò chuyện nhanh trên Mocha để hiểu nhau hơn nhé. Một lần nữa cảm ơn các bạn đã đến tham gia chương trình. Cảm ơn em. Rồi xin mời. Rồi.